Cái lên 10 này các bác chỉ việc nới con ốc hãm này ra. Đây ở cụm ga các bác nhá. Đấy. Sau đó các bác sẽ tăng cái dây này lên. Đấy. Nới ra nhá, là ngược kim đồng hồ. Các bác nới ra. Nới ra tầm khoảng 4 5 vòng. Đấy, lúc nào mà khi ta ấn cái càng này ta bắt đầu bóp ấy thấy nó hơi căng dây. Đấy, như thế là được các bác nhá. Còn nếu mà ta chưa bóp mà thấy nó cứ trùng xuống, nó cứ gục cái đầu dây này xuống như này này thì như thế là dây chưa căng thì nó sẽ không đóng được, bơm được các bác nhá. Đấy, ta ấn thấy căng như này. Chưa cần phải ấn nhiều mà chỉ cần ấn nhẹ thấy nó đã có hiện tượng như kiểu căng dây. Tức là ta ấn nhẹ cái nó đã kéo xuống đây rồi này. Ấn nhẹ cái nó kéo ngay này. Đấy. Thì như vậy là sẽ có sẽ nổ được các bác nhá. Thì khi đã căng được dây rồi các bác chỉ việc hãm cái ốc này lại. Các bác nhớ phải hãm nhá. Nếu không hãm lại thì chạy một lúc nó có thể nó đề cái ốc này ra thì nó sẽ lại bị hiện tượng lại như cũ. Đấy. Thì như vậy là sẽ nổ được vân vân. Chào mừng các bác đã ghé thăm kênh Điện Máy Long Hải. Thì trong quá trình sử dụng máy sới đất nói chung và máy sới đất 173 nói riêng thì hay có những hiện tượng sự cố xảy ra, thì nó không có những hiện tượng nó không phải là do máy của chúng ta hỏng mà có những hiệu chỉnh chúng ta cần thiết phải chỉnh trong quá trình sử dụng máy. Thì thời gian gần đây, nhất là những năm 2-3 năm trở lại đây thì cái nhu cầu sử dụng máy sới đất đa năng hay mini chạy xăng hoặc dầu vào trong canh tác nông nghiệp đã trở nên rất là phổ biến. Chính vì vậy nên là cái quá trình sử dụng máy có những sự cố hoặc những hiện tượng yêu cầu người sử dụng cũng như là những đơn vị cung cấp sản phẩm phải hỗ trợ cho khách hàng cũng như người sử dụng về cách chỉnh cũng như là hiệu chỉnh máy, bảo dưỡng, bảo trì. Thì máy sới đất đa năng chạy xăng hoặc chạy dầu hay gọi là máy sới đất mini ngày càng khẳng định được tính cơ động bởi vì nhỏ gọn và có nhiều tính năng nên được ứng dụng nhiều. Thì hôm nay Điện Máy Long Hải xin chia sẻ đến các bác cái tình huống là máy sới đất mua về một thời gian, có khi hôm trước chúng ta vận hành vẫn nổ bình thường nhưng hôm sau hoặc là khi vừa tắt máy đi chúng ta giật nổ lại thì nó sẽ không nổ nữa, khó nổ. Đấy, thì nó có nhiều nguyên nhân để dẫn đến cái tình huống là máy khó nổ, nhưng mà hôm nay em sẽ chia sẻ cho các bác một tình huống cụ thể. Đấy là tình huống nó đã bị ngắt bơm cao áp hay là gọi là đưa nấc kim điều tốc về nấc tối thiểu nên là dầu không cung cấp vào bơm cao áp được để bơm dầu lên buồng đốt để có thể nổ được máy. Thì một cái lỗi rất là phổ biến xảy ra ấy, thì thông thường khi các bác dùng một thời gian thì nó sẽ có hiện tượng đấy xảy ra. Đấy là thông thường với một số dòng máy các bác nhé, thì nó sẽ có một cái tay hãm ga như này hay gọi là tay đóng bơm cao áp để đưa bơm về trạng thái là điều tốc về trạng thái trung bình. Là khi các bác muốn khởi động động cơ, đầu tiên các bác phải hãm cái tay hãm này xuống. Đấy, sau đó các bác mới tăng ga. Đấy, kéo cần ga lên một chút. Đấy. Và nếu máy để lâu không hoạt động thì ta ấn giảm áp này xuống. Sau đó kéo cái dây giật nổ này, ta kéo tầm 5-6 phát để cho nó xả e đi. Khi nào nghe thấy tiếng két két hay là tiếng chít chít
tức là đồng nghĩa với là tiếng của bơm cao áp làm việc, nó đã bơm dầu vào vùng đốt, thì lúc đấy ta nhả nhả cái cần giảm áp này xuống và ta kéo dây này. Đây là em nói qua một chút về cái quá trình vận hành máy hay giật khởi động máy nhé. Kéo dây này khi nào thấy nó căng thì các bác thả ra, và khi đó quay trở lại ta ấn cái cần giảm áp này xuống thì nó sẽ tự hãm, và sẽ dùng hai tay này kéo miết cái dây giật nổ này thì nó động cơ sẽ được khởi động và sẽ nổ ngay tức thì các bác nhé. Nhưng có những trường hợp khi các bác dùng xong rồi, khi ta ấn giảm áp này xuống mặc dù đã hãm tăng ga và tay hãm để cho bơm hoạt động rồi, nhưng mà khi ta ấn cầm giá xuống và các bác kéo dây thì kéo đến vài chục cái cũng không thấy nghe thấy tiếng kêu chít chít của bơm làm việc, hay tiếng một số người hay gọi tiếng bơm két két. Đấy, thì trường hợp đấy là do đâu? Thì tình huống đấy nó sẽ có hai tình huống xảy ra các bác nhé. Đấy, có thể là lâu ngày cái ốc này của các bác này nó bị lỏng, nó đề ra, thì cái cần đóng bơm cao áp này thì nó lại ở trạng thái là chưa đóng được, nó bị đề ra. Thì tình huống đấy thì các bác có thể là nhả cần ra và các bác hãm lại dây. Còn với tình huống thứ hai ấy, là khi dùng lâu ấy, cái dây dây kéo nó giống như cái dây ga này các bác này, đấy cạnh dây ga đây, thì nó bị gião, và lúc đấy khi ta hãm cái cần kia xuống nhưng mà nó chưa đủ tầm để đóng bơm, hay gọi là đưa nấc ga hay nấc điều tốc về nấc trung bình để có thể là bơm được dầu, bơm cao áp có thể bơm được dầu, tức là cụ bơm cao áp đây các bác nhé. Thì cái cần này sẽ điều khiển vào cái càng điều tốc bên trong. Đây các bác ơi, khi các bác bóp cái tay này nhé, đấy bóp như này này, thì đồng nghĩa nó sẽ bóp cái càng này. Đây, các bạn em quay sát nó để ý đấy, khi ta bóp này đấy, thì như trạng thái này là nó sẽ nổ được máy này. Còn khi các bác bóp mà nó không di chuyển được nhiều ấy thì có nghĩa là nó chưa đủ để mở điều tốc ra để bơm được dầu vào bơm cao áp các bác nhé. Thì khi tình huống đấy, với tình huống đang chạy mà các bác bị tắt máy và nổ lại khó ấy, thì các bác đầu tiên thì các bác sẽ chỉnh cái dây này giúp em nhé. Đây thì các bác sẽ dùng cái cà lê 10 như này. Đây. Đấy. Cà lê 10 này các bác chỉ việc nới con ốc hãm này ra. Đây ở cụm ga các bác nhé. Đấy. Sau đó các bác sẽ tăng cái dây này lên. Đấy, nới ra nhá, là ngược kim đồng hồ. Các bác nới ra tầm khoảng 4 5 vòng. Đấy, lúc nào mà khi ta ấn cái càng này ta bắt đầu bóp ấy thấy nó hơi căng dây. Đấy, như thế là được các bác nhá. Còn nếu mà ta chưa bóp mà thấy nó cứ trùng xuống, nó cứ gục cái đầu dây này xuống như này này, thì như thế là dây chưa căng thì nó sẽ không đóng được bơm được các bác nhá. Đấy, ta ấn thấy căng như này. Chưa cần phải ấn nhiều mà chỉ cần ấn nhẹ thấy nó đã có hiện tượng như kiểu căng dây, tức là ta ấn nhẹ cái nó đã kéo xuống đây rồi này, ấn nhẹ cái nó kéo ngay này. Đấy, thì như vậy là sẽ có sẽ nổ được các bác nhá. Thì khi đã căng được dây thì các bác chỉ việc hãm cái ốc này lại, các bác nhớ phải hãm nhé. Nếu không hãm lại thì chạy một lúc nó có thể nó đề cái ốc này ra thì nó sẽ lại bị hiện tượng lại như cũ. Đấy, thì như vậy là sẽ nổ được. Còn với tình huống thứ hai thì là cái con ốc hãm dây này nó bị đề ra và nó lỏng, nó làm tuột thế này đi, tuột cái ốc hãm đầu dây này, thì các bác cũng sẽ tiến hành như sau. Các bác sẽ bật hết cần hãm lên các bác nhé. Đấy, sau đó các bác dùng tô vít đi ra cái tí. Bác sẽ dùng tua vít các bác nới con ốc này ra. Đấy, sau đó các bác cầm cái kìm này, kìm này các bác kéo căng đầu dây này. Đồng thời các bác sẽ nới cái ốc này ra này. Đấy, các bác
đưa cho con ốc này nó sẽ về về giữa. Đấy, tức là cái phần gen này nó sẽ nằm vào giữa này, nó chia đều cả phía dưới này và phía trên này. Đấy, sau đó ta mới nới cái ốc này ra này và dùng kìm ta kéo cái dây này căng hết tầm xuống và đẩy cái cụm hãm dây này sát lên chỗ phần tay này. Đấy, phần càng này và ta hãm chặt cái ốc này lại. Đấy, sau đó ta sẽ chỉnh cái ốc này. Khi đã hãm chặt ốc dưới các bác nhá, ta sẽ chỉnh cái ốc này làm sao để nó giống như cái tình huống lúc nãy em chia sẻ là khi ta bóp nhẹ cái này thấy nó đã căng dây. Đấy, ta ấn này cảm thấy nó đã kéo dây ngay. Tức là khi ấn nhẹ ở đây. Đấy, ấn nhẹ cái càng trên là dưới này nó sẽ di chuyển đi theo rồi. Như vậy là dây đã căng. Thì khi đó các bác đã chỉnh căng được rồi, các bác chỉ việc hãm con ốc. Hãm của cái vít chặn đầu dây thôi. Đấy, thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi các bác nhá. Thì đây cũng là một tình huống dẫn đến máy không nổ. Thì nó cái chuyện này nó cũng khá là thường xuyên xảy ra trong quá trình vận hành máy xây đất. Thì các bác hãy chỉnh như em vừa chia sẻ.